Anh Khương mến chào em trai Thoại ở phường 3, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang ha. Em có gọi điện hôm qua lúc anh đang đi đám và kêu ủng hộ anh Khương bộ hát nào mà dưới 2 triệu mà dùng mic nguồn 48V. Anh chọn cho em bộ G4 và micro 48V AT200 ha. Và trước khi đóng hàng cho em đi thì anh báo với em là anh đã nhận tiền tài khoản của em vào lúc 7:40:23 lúc anh chở bé đi học. Bây giờ là hơn 8:10 rồi. Anh ngồi anh hát test kiểm tra cho em và đóng hàng cho em đi. Sử dụng thì anh đã hướng dẫn sử dụng của em hết rồi. Cái này là video này video nghe âm thanh nha. Giờ anh tăng vang và tăng nhạc. Anh chỉnh 55 vang nha. Nhạc anh chỉnh 40 nha. Kiểm tra cho em Thoại ở phường 3 Cai Lậy, Tiền Giang. Một đoạn ca khúc Thằng Men, sáng tác Huy Thái, karaoke Hoài Phong, Thế Khang nha, karaoke Thế Khang. Anh chỉnh chép 60, bass 70 nha. Hiện tại là Khương đang chỉnh âm lượng mic chỉ 40 nè, số 40 nè ha. Khoảng 40% ha. Còn chép thì 60, bass 70, còn thích về cái giọng khách có dư bass thì mình hạ lại ha, ví dụ như vậy ha. Rồi nhạc thì một lát Khương chỉnh khoảng 40 ha, về thấy khách nhạc thấy nó hòa âm thì ok luôn, còn không thôi mình lên 45, 50 nha. Đừng có chỉnh nhạc lớn quá nó lấn áp tiếng nhạc của mình. Còn vang thì một lát Khương chỉnh sẵn cho Thoại 60 nha, cho nó nhẹ hát nha, ví dụ như vậy. Ê, 60 vậy ha, cho nó nhẹ ha. Rồi một lần nữa anh Khương cảm ơn em Thoại. À mà quên nữa, em nói em có cháu nhỏ đang học mẫu giáo, anh Khương cũng tặng cho em một cái micro phim này chứ. Quên nói em nữa, em về em nhận hàng em dư thấy cái mic L838 này á, cái mic cầm tay nó karaoke trên lo được luôn nha, hoặc là cháu nghe nhạc nha, thoải mái vô tư luôn, không ca thì nghe nhạc cũng được nha. Thì anh tặng thêm cho em. Rồi một lần nữa cảm ơn em Thoại ở phường 3 thị xã Cai Lậy, Tiền Giang đã nhận tiền của em Sacombank vào lúc 7:40:23 nha. Cảm ơn em và anh cho đi hàng kịp 9 giờ sáng luôn nha.